Đầu tiên cảm nhận được là chính là lòng mã tinh hệ tài nguyên đến cỡ nào phong phú, đó là chúng ta nguyên lai căn bản là không có cách nào tưởng tượng. Mà lại, tại lòng mã tinh hệ bên trong có rất nhiều đối với chúng ta mà nói 10 phần chân quý tài nguyên, đối với lòng mã tinh hệ tự nói ngược lại không đáng kể chút nào, giá trị rất thấp. Mà đối với chúng ta mà nói, rất nhiều giá trị rẻ tiền tài nguyên đến bên kia lại trở thành giá trị cao tồn tại, ở trong đó vận hành không gian quá lớn, chúng ta thậm chí có khả năng thông qua giao dịch phương thức làm liên bang thu hoạch liên bang cần có hết thảy. Ngay xem đây là cái gì. Vừa nói là Miền Vũ đem một khối không nguyên tinh đem ra đặt ở trên mặt bàn. Lập tức thì toàn bộ bên trong phòng họp không khí trong nháy mắt trở lên trên bắt đầu vặn vẹo, nồng đậm đến cực hạn, không gian bà động phảng phất là tại trong phòng họp này mở ra một cánh cửa thời không giống như vậy. Cái này, Nham Tinh Hà kích động ném một chút nệnh dựng lên. Cái này không phải là nguyên một khối không nguyên tinh sao? Làm Miền Vũ gật đầu rồi nói, chẳng những như vậy mà lại là một khối vô cùng tinh khiết không nguyên tinh. Nham Tinh Hà tay có chút run rẩy lấy đem khối này không nguyên tinh cầm lên. Dung ngắn phong hào đúng là cấp độ tu vi, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được khối này không nguyên tinh bên trong ẩn chứa không gian hệ nguyên tố gợn sóng cường liệt bao nhiêu. Hiên Vũ, người có biết hay không, tại chúng ta bên kia, không nguyên tinh là dùng hào khắc tới là tính toán, chúng ta cho số là mong muốn không qua là thiên đường tinh thu hoạch được, dù cho một tí thẹo không nguyên tinh, đều cần tốn hào giá cả to lớn. Người khối này có 500 khắc đi, trời á, ta chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy không nguyên tinh, cái đồ trên này giá trị, đơn giản vô phương dùng tiền tài để cân nhắc. Làm Miền Vũ ngẩn ngơ, hắn đột nhiên cảm thấy có một chút hối hận, giống như chính mình thoáng cái lấy ra không nguyên tinh có chút nhiều lắm, sớm biết từng nhóm cho liên bang là được rồi. Chủ yếu là chính hắn bên trên thân còn có 10 khối đấy, cho nên lúc đó liền cho rằng một khối không nguyên tinh cũng không tính là gì, nhưng mà hiện tại xem ra giống như cũng không là có chuyện như vậy. Nuốt xuống một hớp nước miếng, ngẩng đầu Nhằm Tinh Hà nhìn xem Lam Miền Vũ. Có thể, có như thế một khối không nguyên tinh tại đó, trước đó vô luận người làm qua cái gì đều có thể lấy công chuộc tội. Lam Miền Vũ khóe miệng giật một cái, có chút đau lòng rồi nói. Hàm trường cái này không chỉ để có thể lấy công chuộc tội đơn giản như vậy, cái đồ chơi này giá trị ngày vô cùng rõ ràng, ta đem nó lục lên, liên bang làm sao cũng phải cấp cho chúng ta bày tỏ một chút. Dĩ nhiên, tăng thêm các ngươi tam thập tam thiên dực lần này trong chiến tranh biểu hiện, đối với người quan thăng một cấp không có vấn đề. Dĩ nhiên cái này, miếng không nguyên tình đưa đến chính là tác dụng cực kỳ trọng yếu. Quá tốt rồi, có thứ này tại đây, chúng ta không được bạo lộ thời gian cũng nhất định có thể nghiên cứu ra được bước nhảy không gian kỹ thuật. Có bước nhảy không gian kỹ thuật, hàm đôi của chúng ta thực lực đem tăng lên một cái to lớn cấp bậc. Hiên Vũ lần này người không hề nghi ngờ là có cửa công chí vĩ. Lam Minh Vũ cười khổ nói, hàm trường ta tới thời điểm thực tế, có muốn không chúng ta khối này không nguyên tính từng nhóm lộp lên trên, ngay cảm thấy thế nào, đem nó đem cắt ra. Nham Tinh Hà về mặt trong nháy mắt đó trở lên trên nghiêm túc, đó là đương nhiên không tin, không nguyên tinh thể tích càng lớn hiệu quả là tại càng tốt, cắt ra sẽ để cho nó hiệu quả yếu bớt, vậy sẽ là to lớn lãng phí, tuyệt đối không thể làm như vậy, cái này không nói nhiều, ngươi lần này cùng lao ta khẳng định cho người nhớ kỹ, cụ thể sẽ cần tới ban thưởng gì ta cũng không làm chủ được, cho liên bang đặc về đi, nhưng mà lần này người lập xuống đại công là không thể nghi ngờ, đáng tiếc rằng người vừa mới tăng lên trên tướng quân quân hàm không có bao lâu thời gian, đoán chừng tại quân hàm phương diện cũng không có cách nào cho người tăng lên. Lam Minh Vũ kỳ thật ban đầu cũng không có kỳ vọng là có thể bằng vào miếng này không nguyên tính thu hoạch được cái gì, hắn dứt khoát không có đem mặt khác chuẩn bị đồ vật lấy ra. Theo Nham Tinh Hà biểu hiện liền có thể nhìn ra, như thế một khối không nguyên tinh cũng đã là thao thiết công lao, nhưng cái kia thêm vào đầu Hà tất cả liền lấy ra, còn không bằng lưu cho học viện bên kia. Sau khi trở về, học viện phương diện cũng khẳng định sẽ có biểu thị, đối với điểm huy trường cũng là chỗ tốt. Hạm trưởng, cái kia lục lên trên liền lục lên, nhưng có chuyện ta muốn phiền toái ngày một chút giúp ta, là Minh Vũ lúc này thử thăm dò nói ra. Chuyện gì? Nhằm Tinh Hà lúc này trầm trọng đem cái viên kia không nguyên tinh thu nhập ra đến chính mình chữ vần trong hồn đạo khí, sau đó hướng về Lam Hiền Vũ hỏi. Lam Hiền Vũ nói, kỳ thân lần này sở dĩ có thể tại trong số 76 tinh cầu trên hoàn thành bạo phá, ta là vận dụng chúng ta học viện xử lý khác một chút đặc thù tài nguyên. Cái loại này tài nguyên ta đã không có, xuất phát từ tương lai tại trong thiên long tinh biến chiến hành động cân nhắc. Ta muốn hồi trở lại một chuyến hành tinh mẹ, bổ sung một thoáng cái này loại tài nguyên, ngay xem có thể hay không để cho ta xin phép nghỉ. Người muốn về hành tinh mẹ? Nham Tinh Hà lúc này có chút kinh ngạc nhìn Lam Miền Vũ.
Lam Minh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên thì Nhàm Tinh Hà sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Tiểu tử thối, ngươi không phải là chuẩn bị làm ít đồ trở về nổ Thiên Long Tinh chứ? Thiên Long Tinh cũng không thể nổ, nếu chính là nổ Thiên Long Tinh, chúng ta cùng Long Mã Tinh Hệ trong nháy mắt liền biến thành không chết không thôi, cái kia tuyệt đối không phù hợp liên bang hiện tại lợi ích." Lam Minh Vũ một mặt ủy khuất nói: "Ham trường ta là cái loại người này sao? Ta không sao mà nổ cái gì tinh cầu, ngươi là như vậy đó, ngươi chính là như vậy đó." Nhâm Tinh Hà không chút do dự nói ra: "Cái gì gọi là không có chuyện nổ cái gì tinh cầu, số 76 tinh cầu chuyện tính gì đây? Đột nhiên ra một cái lại là ném phản vào chất đạn đạo phái người hay không? Tiểu tử ngươi đơn giản liền là một quả bom hẹn giờ, ta đều sợ ngươi rồi." Lam Minh Vũ lúc này lập tức nói: "Hạm trưởng ngài yên tâm, hiện tại ta cũng không bỏ được nổ Thiên Long Tinh. Thiên Long Tinh bên trên đồ vật nhiều như vậy, đều cho ta từng cái cho liên bang cầm trở về. Lúc nào chúng ta có nắm chắc, lúc nào lại nổ, cũng có thể đi. Trên thực tế thì Thiên Long Tinh vô cùng thích hợp chúng ta nhân loại sinh tồn, không cần bất kỳ vật gì phụ trợ, liền có thể ở nơi đó sinh tồn. So với chúng ta hành tinh mẹ sinh tồn hoàn cảnh là còn tốt hơn, sinh mệnh khí tương còn muốn càng thêm nồng đậm. Nếu có thể, tốt nhất là tại tương lai không lâu, chúng ta có thể đem Thiên Long Tinh thu nạp tới, mới là hoàn mỹ nhất trạng thái. Đây là nói sau đi. Đi rồi rồi, ngươi tố cầu ta biết rồi, ta sẽ hướng về tư lệnh hồi báo, xem có thể hay không đặc phê cho ngươi trở về hành tinh mẹ. Ta đi trước, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi." Nói xong thì Nhàm Tinh Hà liền bắt đầu thu thập ra biên bản hết thảy tư liệu, thu thập xong liền đi ra ngoài. "Hàm trưởng ngay đây là..." Là mình vỗ nghi ngờ nhìn xem hắn. "Lớn như vậy không nguyên tinh là bảo vật vô giá, sao có thể đặt ở chúng ta chỗ này? Ta phải lập tức lục lên tàu mẹ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sau đó chờ tin tức của ta." Nói xong thì Nhàm Tinh Hà liền vội vàng đi. Lam Minh Vũ vội vàng tại phía sau hắn hô: "Hàm trưởng, hiện tại lòng mã số 76 tinh cầu đã bị tạc, không nguyên tinh giá cả rồi cho tại Thiên Long Tinh bên trên cũng là kéo dài tăng vọt, ngay cần phải đa số chúng ta biết tranh thủ công huân đó." "Biết, biết." Nhâm Tinh Hà lúc này cũng không quay đầu lại. "Lam Minh Vũ, mang về cái này một chút thật sự là quá trọng yếu. Không chỉ là không nguyên tinh, những tài liệu kia cũng rất trọng yếu. Nếu như xác định là có quan hệ với lòng mã tinh hệ các phương diện tư liệu, như vậy hắn giá trị không kém không nguyên tinh. Cái quan trọng hơn là Lam Minh Vũ còn tạ Thiên Long Tinh bên trên bảo lưu ra lại một cái thân phận hợp pháp. Cái này mang ý nghĩa, tương lai thì hắn có thể trở về Thiên Long Tinh." Lam Minh Vũ ngồi xuyên toa xe về quay về chỗ. Hiện tại thì bọn hắn cần cẩn thận là phải làm sao chờ đợi tin tức. Bọn hắn muốn cùng về tới địa phương an toàn, tự nhiên là muốn nắm chắc thời gian tu luyện. Sinh sinh bất tức quả đã thành. Vì bọn họ tu luyện tiểu phối, còn có bằng xa hải thần hồ nước, cân nhắc đến rất nhanh nên có khả năng trở về hành tinh mẹ. Lam Minh Vũ dứt khoát nắm lần này mang xa tốt hiện lại ở phương diện, đến là cho mọi người dùng tới tu luyện. Mặc dù tiêu hào sẽ lớn nhưng mà hiệu quả khẳng định là tốt nhất, lệnh cho Lam Minh Vũ không nghĩ tới. Chính là cái này nhất đẳng thế hệ mà liền là dòng dã 2 ngày thời gian. Mà đến 2 ngày về sau, Nhâm Tinh Hà mới lần lứa đưa hắn gọi vào phòng họp. "Hiên Vũ, ngươi có thể xác định sáng ngươi tại Thiên Long Tinh bên trên cái kia thân phận có thể một mực giữ lại sao? Thiên Long Tinh lúc này một chút siêu thần cấp cường giả lớn như trở về Thiên Long Tinh, có khả năng hay không phát hiện ra ngươi?" Nhâm Tinh Hà lúc này đi thẳng vào vấn đề. "Vấn đạo là mình Vũ nói, thân phận của ta khẳng định không có vấn đề, ta cơ bản có thể cam đoan, coi như là Thiên Long cũng không phát hiện ra được vấn đề của chúng ta, trừ phi là mặt đối mặt nhìn thấy. Nếu như là lần đầu tiên tiến vào trong Thiên Long Tinh, hắn là tuyệt đối không có niềm tin này, Thiên Long chính là siêu thần cấp mạnh. Người Thiên Long Tinh sinh mệnh bản nguyên cũng khẳng định là siêu thần cấp tồn tại. Cái này hỗ trợ lẫn nhỏ rất có thể cảm nhận được trên cả viên tinh cầu bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, nhất là đối với ngoại lai người, khẳng định sẽ phi thường mẫn cảm, liền xem như tần báo thú biến ảo năng lực cũng chưa chắc hữu dụng. Nhưng có lần trước chi vào Thiên Long Tinh trải qua về sau, một cái liền là đều trở lên trên không đồng sáng, vô luận là tần báo thú mô phỏng biến ảo hay là hắn bản thân thuần túy long tộc hơi thở, cũng có thể làm cho Thiên Long Tinh không gạt bỏ bọn hắn, đem bọn hắn xem như là người một nhà. Bọn hắn chỉ cần không đi Thiên Long Thành, hắn là liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Huống hồ Thiên Long Tinh nội khoa cũng không phải là một chốc có thể giải quyết. Lam Minh Vũ lúc này hôm qua còn nghe nói Thiên Long Tinh Lý Cát Kinh là còn là bên trong sông, giống như có chiến hạm đánh nhau. Rõ ràng Ngự Không Tông cũng không có bị thuyết phục, Thiên Long Tinh vẫn là xuất hiện nổi loạn.
Hiện tại thì Thiên Long nhất định là đang vì giải quyết vấn đề này mà đau đầu, coi như là có mạnh mẽ Long kỵ sĩ tại đó, Ngư Không Tổng cũng không phải dễ đối phó. Giữa loại tình huống này, ai còn sẽ chú ý tới Lam Hiền Vũ bọn hắn? Lam Hiền Vũ bọn hắn chín nhóm tại thời kỳ là tuyệt đối sẽ không đi tới Thiên Long Thành, bọn hắn hoàn toàn có khả năng tại trong phòng Long Thành tiếp tục ra hành động, thu hoạch càng hơn trăm lợi ích, cho nên hắn mới có thể hướng về Nhàm Tinh Hà cam đoan. Tốt, rất tốt, chiến công của các người tư lệnh đã thay các người xin, đây là một cái công lớn, cụ thể ban thưởng còn phải đợi về sau xác nhận quà mới có thể cấp cho các người.